Em sĩ xin kính chào toàn thể các bác. Em xin mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một cái giò giáng hương tam bảo sắc của anh Hoàng Phúc Hải ở Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Facebook của anh là Hoàng Phúc Hải. Số điện thoại 0328 991 978. Một loài hoa lan đơn thân nở vào khoảng tháng 4, tháng 5 hàng năm. Mới ngửi thì chúng ta thấy có mùi hương hoa hồng, nhưng mà càng ngửi kỹ thì chúng ta thấy là mùi hương hoa hồng rất là đậm đà, thơm nức, thơm ngạt mũi đấy, rất là thơm, thơm đậm, thơm lắm. Để một giò trong phòng thôi, thì trong vườn thôi, hoặc là trong ban công thôi thì chúng ta thấy là tràn ngập mùi hoa, hoa lan thoang thoảng như mùi hoa hồng. Nếu người gần thì nó thơm nồng. Loài hoa lan này rất dễ chăm thôi, tưới nước và buộc phân dê lên là nó sống. Đấy, rất cảm ơn anh Hải đã gửi cho em những cái video hay như thế này để em đăng lên mời các bác cùng thưởng lãm. Cũng như là giò thứ hai, đó là giò hương vani. Mùi thơm nó như là hương vani. Đấy. Đây là một giò lan đột biến. Đột biến màu trắng tinh khôi, màu chủ đạo của nó là màu hồng, nhưng mà hàng đột biến là màu trắng tinh hoặc là màu màu trắng seri. Đấy. Xin cảm ơn các bác đã xem video, xin cảm ơn anh Hoàng Phúc Hải đã gửi cho em những cái video hay để em đăng lên cùng các bác cùng thưởng lãm. Xin trân trọng cảm ơn.